Nhà đẹp, ông chủ cho quay cái nhá. Tham quan. Ủa, này là tất cả là 5 tầng à? 57. Ủa, bác ấy có quả con rắn này, nhưng mà hình như là quả bình này. Đấy. Con rắn này bao cân ở chú? 17 cân. Ủa. Ở chùa đây 18 cân con này. To nhờ. Nhưng mà con này chú mua ở đâu? Con này vẫn sử dụng cái phẩm sơn đây. Bắt ở trong rừng về à? Không phải là trong rừng được, nhưng mà bắt ở trong rừng được. Mình đến là họ không ngủ. Hai chai rượu Waker. Ủa, đây là tay gấu à? Đây là hai tay hả chú? Một tay trước một chân sau. Bình này 20 lít rồi chú? 35 lít kìa. Ui, nhìn này nhiều thế cơ. Nhưng mà trừ tay gấu đi thì bao nhiêu lít rượu? Ủa? 90 lít. Bình rắn này chứa 90 lít rượu anh Thực. Khiếp nhỉ, nhiều nhỉ. Uống đi bao giờ? Kia là sừng gì đấy? Đây đây. Nhung hiêu. Một bình nhung hiêu. Đồng hồ này không chạy à? Giờ Paris. Chạy theo giờ Paris. Ủa. Bình sâm này nữa này. Chú ngâm lâu chưa? Mấy năm rồi? 5 năm rồi. Bây giờ cái tay này rồi. Mà cũng vẫn chưa uống. Tức là chưa uống thôi chứ không phải là chưa uống được đúng không? Uống được rồi. Đúng rồi. À đây, cái cầu thang máy chú đặt ở trong này đúng không? Nhưng mà thang máy lên tầng 5 luôn hay là... Lên tầng 5 luôn. Từ tầng 1 lên tầng 5. Đây là cầu thang bộ. Đây là thang máy đặt ở đây. Con rắn này nó là bao nhiêu? Con rắn này mấy chục đấy?
Cứ tính là ấy, anh cứ tính là 2 triệu một cân. 2 triệu rưỡi một cân. Cho là 2 triệu rưỡi, 20 cân đi. Đúng không? Nó trả vơi vào 50 kìa. 50 triệu con rắn xong lại còn tiền rượu nữa. Mấy chục 70 lít rượu. Mà rượu này cũng một bình là hơn 10 triệu. Một cái bình này mình Hàn Quốc mình đúng rồi, xong rồi vỡ. Vỡ ngay. Nhưng cái bình rượu ấy ngâm được bao năm rồi anh chú Vân? Bình rượu hơn 4 năm. 4 năm. Cái sàn này á? Cái đấy ưu điểm là cứ mùa hè mùa đông mình làm nó mát thôi. Mát thật. Nếu mùa đông thì cứ lên vẹn nó lại. Cái này đông thì nó ấm. Cái này ấm. Ngày anh làm như đây thì mát. Dạ làm thì mát. Vâng. Không được như mát này. Mà làm cái gỗ này thì nó cảm giác là nó sinh hại người. Cứ làm từ ngày ra hoa là nó như này. Lạnh, mùa đông hoa là thì mùa năm mùa hè thôi, mùa đông là lạnh, gỗ này mùa đông nó ấm rồi. Sàn gỗ tự nhiên. Quá đẹp đấy. Nhờ. Quả tay này ác đúng không? Nào chụp một kiểu ảnh đứng đây chụp. Yeah.